có gì thú vị hơn thử thách mới với một ít bẩn thỉu? Điều gì sẽ rơi xuống đầu anh hùng của chúng ta trong ngày hôm nay? Hãy xem video và là người đầu tiên biết đến nhé. Hãy bắt đầu thôi nào. Nào, tớ chắc chắn sẽ gặp may mắn rồi. Nào, máy đừng làm tớ thất vọng. Tớ muốn một cái gì đó ngon. Skittles. Được, may mắn về phía ngày hôm nay rồi. Tớ cũng sẽ được may mắn thôi. Tớ sẽ muốn có một cái gì đó ngon để Mia ghen tị. Cố lên máy ơi, cố lên. Cái gì? Thức ăn cho mèo. Hoàn toàn không những gì tớ mong đợi. Chờ cậu chờ đấy. Không, tớ sẽ lấy món ngon của tớ. Nút ma thuật. Nào, ấn cùng nhau nhé. Ôi, chuyện gì đang xảy ra vậy? Khách của tớ đến rồi. Chào mừng bạn đến với thử thách. Nào, đến lúc phải nhấn nút rồi đấy. Tớ nhọn màu cam. Tớ chắc chắn sẽ được may mắn thôi. Sự lựa chọn tuyệt vời, Jennifer. Đó là Nutella. Cậu thực sự rất may mắn đấy. Bởi vì có cả một xô Nutella dành cho cậu đấy. Tất cả là của cậu. Ngon làm sao. Đó là Nutella. Tớ sẽ không nhầm lẫn hương vị này với bất cứ thứ gì đâu. Đổ đi, đừng có tiếc. Như cậu ước thôi. Xong, đến giọt cuối cùng rồi nhá. Trời ạ, cái này đáp vào đồ tớ rồi. Nhưng mà cái thùng Nutella hết rồi à? Nếu sự ngon lành như vậy đã đổ lên đầu Jennifer, thì tớ chắc chắn cũng sẽ là người may mắn thôi. Cậu nói đúng đấy Mia. Cậu nhận được kẹo dẻo. Tớ có một gói lớn. Và cậu sẽ không đói đâu. Mơ kẹo dẻo. Trời ơi, tớ muốn ngậm một viên kẹo bằng miệng. Tuyệt lắm. Tớ nghĩ tớ có một ý tưởng tuyệt vời. Jennifer, cậu đưa má đây. Mia, cậu làm gì vậy? Thôi, đừng buồn. Hãy tự xem đi. Kẹo dẻo gì mà không có Nutella chứ. Ngon quá. Một ý tưởng tuyệt vời đấy. Mia có cả một hộp kẹo dẻo. Có lẽ cậu ấy sẽ chia sẻ với tớ. Mia, lâu lắm rồi không gặp. Cậu tặng cho tớ một viên kẹo nhé. Cậu muốn kẹo dẻo à? Tại sao không? Giữ lấy này. Cảm ơn cậu rất nhiều. Cậu làm gì vậy? Tớ sẽ không chia sẻ với cậu đâu. Đây là kẹo dẻo của tớ, có nghĩa là tớ sẽ tự ăn chúng. Trời ạ, đồ tham lam. Vậy thì tớ cũng sẽ có kẹo dẻo riêng của tớ thôi. Tớ không muốn làm cậu khó chịu. Nhưng mà cậu sẽ không có kẹo dẻo trên màn hình đâu, bạn thân yêu. Cái gì thế này? Trời ạ, đầu tớ. Đây rõ ràng không phải là những viên kẹo dẻo mềm nhỏ mà tớ muốn. Giấy vệ sinh. Tớ vừa có một ý tưởng tuyệt vời đây này. Bây giờ cậu ấy sẽ biết thế nào mà tham lam. Trời ơi, chuyện gì vậy? Đây là giấy vệ sinh phải không? Trời ơi, cái gì vậy? Cậu phải theo dõi quan sát đồ ngọt của mình chứ, đồ tham lam. Trời ơi, bây giờ tớ dính trong cái gì đây? Tớ muốn đi tắm nhanh chóng. Không đâu em yêu. Cậu cần phải ấn nút thôi. Thế được rồi, tớ sẽ nhấn cả hai cái. Xem nào. Bột mì với mật ong. Mia, như này sẽ rất vui đấy. Mở nắp ra và bắt đầu nhé. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Trời ạ, ngọt thế. Đây là mật ong. Tớ yêu mật ong. Rất là vui đấy. Bây giờ sẽ có một cái còn vui hơn rơi vào đầu cậu. Ngọt thế, ngon thế. Đừng di chuyển nhá. Trời ạ, có cái gì đang rơi vào đầu tớ đây? Cái gì đó màu trắng, đây là tuyết sao? Không, nó giống như bột hơn. Bạn nói đúng đấy, vui lắm. Trời ạ, chơi như thế nào bây giờ? Không biết Mia, nhưng mà cậu trông thật là buồn cười, giống như một cái bánh vậy. Thôi, không nói nữa, mình sẽ ấn nút hồng nhé. Và nó mang cho bạn ngũ cốc kỳ lân. Xin chúc mừng bạn nhé. Tớ sẵn sàng rồi. Thôi được rồi, ăn chúng đi, mở miệng to ra nhá. Ngon quá. Tận hưởng đi, vận may có thể quay lưng lại bất cứ lúc nào đấy. Tớ biết rồi, tớ có một cái xô Nutella, có thể thu thập những chiếc nhẫn ở trong này. Như này thuận tiện hơn nhiều khi ăn chúng. Ngon quá. Trời ạ, tớ có thể ăn như này ngày nào cũng được. Được rồi Jennifer, tớ rất vui vì cậu đang hạnh phúc. Để vui hơn thì tớ muốn thử một cái miếng này nữa. Cậu ấy đang nghĩ ra cái gì vậy?
À, tớ hiểu rồi. Sữa, tất nhiên rồi. Bữa sáng khô làm gì, phải có sữa chứ. Ôi trời ạ, à, đây là hoàn toàn vấn đề khác luôn. Tớ sẽ đặt cái xô ở dưới. Và trong khi sữa đang đổ, có thể nhai ngon. Ngon quá. Ê, Hề ơi, còn tớ thì sao? Này, tớ cũng đã luôn nhấn nút rồi. Cho tớ đồ ăn ngon đi. Tớ không muốn làm cậu buồn Mia, nhưng thức ăn cho chó hầu như không phải ngon chút nào. Nhưng chắc chắn sẽ rất là vui. Trời ơi, hôi quá, tớ không mong đợi điều này. Thôi đủ rồi, đủ rồi. Trời ạ. Ôi, tớ không muốn ăn ở đây đâu, kinh quá. Trong khi cậu trong chiếc hộp đó Mia, quy tắc của tớ phải được áp dụng. Khi nào tớ ra khỏi đây, tốt hơn cậu nên né tránh xa tớ ra. Ôi, trông cậu buồn cười lắm Mia. Thôi được rồi, tớ sẽ nhấn hai cái nút liền nhá. Ồ, táo bạo đấy. Giống như quyết định táo bạo của cậu có hiệu quả. Combo yêu thích là trên màn hình của tớ. Hãy bắt đầu với trứng nhá. Ai, đau quá. Trời ạ, à, những viên đá này là gì đây? Ôi không, đây là trứng sống. Trời ạ, à, thật là xui xẻo. Đúng vào mặt nữa chứ. Nào Jennifer, bạn tỉnh chưa? Nếu cậu nhớ, cậu đã nhấn hai nút liền. Trời ạ, đó chưa phải là tất cả sao? Tất nhiên là chưa rồi. Bây giờ là lông, vì cả một đống. Trời ạ, ôi trời ơi, cái gì đây? May mắn thực sự đã quay lưng lại với tớ rồi. Bây giờ tớ như một con gà vậy. Trời ạ, cậu đã làm gì với tớ đây đồ hề? Ôi, lông thực sự rất hợp với cậu đấy Jennifer. Cậu đang cười cái gì vậy? Nhấn nút đi Mia, bấm đi. Thôi được rồi, bấm cái này nhá. Ồ, cậu may mắn thật đấy. Nước sốt Tabasco. Mia giữ chặt lại. Nhưng mà đừng mở miệng ra nhá. Trời ơi, cảm ơn vì lời khuyên. Cậu có thể chỉ không đổ nước sốt vào tớ được không? Trời ạ, à, đó là quy tắc Mia. Vì vậy phải kiên nhẫn đi. Ôi trời ạ, à, nó kết thúc rồi. Ôi trời ạ, à, vào mồm rồi. Tớ đang bốc hỏa. Wow, thật đáng kinh ngạc. Ôi cứu. Trời ạ, à, tớ cháy rồi. Trời ạ, à, ai bảo cậu đổ Tabasco vào người tớ? Thôi được rồi Mia, tớ sẽ giúp cậu. Tớ sẽ mặc một bộ đồ vào. Bây giờ tớ là một lính cứu hỏa thực sự. Bây giờ phải tắt ngọn lửa thôi. Ôi, cảm ơn. Trời ạ, bây giờ tớ hết rồi. Nhưng mà không còn lửa nữa. Làm tốt lắm. Tuyệt, bây giờ tớ nghĩ thử thách thành công rồi. Chắc chắn là thành công rồi. Tất cả các anh hùng chúng ta đều rất là hạnh phúc. Và các bạn, những người xem, hy vọng các bạn cũng thích nó. Vào kênh của chúng tớ nhé. Có rất nhiều thử thách khác. Và sẽ còn bao nhiêu nữa. Vì vậy hãy nhớ đăng ký để không bỏ lỡ bất cứ điều gì. Đừng bỏ lỡ, hẹn gặp lại các bạn trong thời gian sớm nhất trên Barada. Bye bye.